Hello, chào mừng các bạn quay lại video hướng dẫn của thập phạm com Thì trước đây là mình đã có một cái bài hướng dẫn cách cài đặt một cái control panel tên là cwp tức là West web panel. Nhưng mà trong thời gian đó thì có nhiều bạn cài đặt lại thấy nó bị lỗi một số phần hay là cái cách sử dụng chưa rõ ràng cho lắm. Cho nên là trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái control panel này lên cái máy chủ Linux của bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái cách sử dụng của nó cũng như là cách khắc phục một số cái lỗi nó xảy ra. Rồi và trước tiên khi mà các bạn dùng cái control panel CW này các bạn phải sử dụng cái hệ điều hành là CentOS 6 ha. Đây CentOS 6 ở đây mình chọn lại 64 bit. Và ở đây là mình chọn cái gói máy chủ của mình, mình cho gói cao nhất luôn cho nó shop hàng. Rồi à, bây giờ mình chọn cái danh ở Anh đi cho gần với mình Rồi Ok Và sau khi tạo xong cái máy ảo trên cái Digital Ocean Thì mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào ha Mình đăng nhập vào S root Rồi Thì um, <laughs> thì mà để mà cài đặt cái thằng cvp thì các bạn cứ làm theo cái bài trong đây tức là chúng ta chỉ cần chạy một số lệnh thôi trước tiên là chúng ta vào cái thư mục là user local Console nè à. rồi sau đó là chúng ta sẽ cài thêm cái virus à. rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cài, gọi uh, như là tải cái mã nguồn của thằng CWP về. và cuối cùng là chúng ta sẽ chạy cái file CWP switch later SH này. đó chúng ta phải chạy cái lệnh SH này để mà thực thi cái file kia lên. và sau khi mà chạy cái lệnh này để mà cài đặt thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt uh, cái uh, phần mềm của panel CWP lên. Thì cái thời gian này cài là khoảng tầm 15 phút gì đó thì các bạn cứ chịu khó đợi ha Rồi bây giờ mình đi ngủ cái, chuyện nào xong mình lên mình nói cho bạn tiếp Rồi và sau khi mà các bạn cài xong cái Control Panel CVWP Thì các bạn sẽ thấy nó cho mình một số thông tin như sau Cái thông tin thứ nhất là đường dẫn đăng nhập vào trang quản trị Và cái đường dẫn này cũng áp dụng cho những cái user bình thường ha và cái thứ hai là cái tài khoản đăng nhập vào tức là nó sẽ sử dụng cái user là root và cái thứ ba là cái mật khẩu thì mật khẩu nó sẽ sử dụng chung với cái mật khẩu root của máy chủ và cái quan trọng nhất đó là cái mật khẩu root của MySQL nếu mà bạn cần truy cập vào MySQL bằng cái mật khẩu root rồi và bây giờ chúng ta sẽ enter để mà nó reboot lại cái server của mình tức là nó khởi động lại và sau khi mà nó khởi động lại xong các bạn đợi một xíu và các bạn đăng nhập vào lại ha À, hình chưa là nó chưa có reboot xong Tại vì bây giờ chúng ta phải cần làm thêm một cái việc nữa đó là chúng ta sẽ nâng cấp cái phiên bản MySQL ở trong CWB lên Rồi bây giờ nó reboot xong rồi Thì như nãy mình nói đó là bây giờ chúng ta cần nâng cấp cái phiên bản MySQL của cái thằng CWB lên Là tại vì hiện tại thì Cái thằng CWB nó sử dụng MySQL phiên bản 5.1 nếu mà cái website của bạn ở máy chủ cũ nó sử dụng là phiên bản MySQL 5.5 thì thông thường là bây giờ người ta sử dụng 5.5 thì nếu mà bạn lấy những cái dữ liệu đó về bên đây thì có thể là nó sẽ bị lỗi cho nên là tốt nhất chúng ta phải nâng cấp cái MySQL lên phiên bản 5.5 ha thì bây giờ chúng ta gọi là MySQL à, à, V thì mình thấy là ở đây rõ ràng nó ghi là server version 5 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp nó lên phiên bản 5.5 Thì cái cách mình nâng cấp á, mình đã có nói ở trong cái bài này rồi Các bạn kéo xuống dưới ha Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ nâng cấp MySQL well lên 5.5 Thì bây giờ mình copy cái lệnh này nè à, Cái lệnh này mình như mình viết sai rồi Tức là stop đúng chứ không phải là restart Tức là chúng ta cần tắt nó đi Thì sau khi mà stop xong á chúng ta sẽ à, gọi như nạp cái pack chứa cái phiên bản 5.5 vào. Nó có bị dòng này. Bỏ vào. Và sau đó chúng ta gõ lệnh là zoom update. À, nhiều chứ người ta à, ở bên ấn Z đi z cái nữa. Rồi và sau khi chúng ta update xong cái bucket mới, bây giờ mình copy hai cái lệnh này để mà mình cập nhật cái mysql. À, chúng ta nên, nên uh, copy từng lệnh một ha. Chúng ta z một cái và copy lệnh thứ hai. Z, ha. Rồi, dên luôn Rồi, và sau khi mà cập nhật xong Chúng ta gọi là, là Maxwell V à, Chúng ta phải khởi động nó là Survive Maxwell D uh, Star Rồi, bây giờ mình vào Maxwell V thì mình thấy là bây giờ chúng ta đã sử dụng phiên bản 5.5.4 Thì đây là phiên bản ổn định nhất Rồi Thì đó là xong cái việc mà cài đặt Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái Control Panel của mình Bây giờ mình copy cái IP này Và mình đăng nhập với cái cổng là 3030 Có gì Mình không nhớ cổng là bao nhiêu nữa đó là đây à, cổng là 2030 và hiện tại thì mình không dùng mật khẩu cho nên mình phải thiết lập mật khẩu cho cái thằng root. Và bây giờ mình vào luôn à... Và bây giờ trước tiên mà bạn đăng nhập vào thì có thể là bạn sẽ cần làm một số việc tại vì bạn thấy là nó có cảnh báo cho chúng ta chúng ta nên làm những cái việc đó thì trước tiên là chúng ta thiết lập cái mà email của cái người bạn trị để mà nó hỗ trợ nó gửi những cái thông báo về ở đây mình ghi là contact icon phạm con rồi và cái việc thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ thiết lập cái deep water để mà chúng ta có thể là à, giới hạn cái dung lượng ổ cứng cho mỗi cái thành viên rồi ok xong rồi và bây giờ nếu mà bạn muốn cho cái máy chủ của mình nó ổn định hơn hay là nó bảo mật hơn thì bạn nên cài cái tường lửa vào bạn ấn vào cái phần security dưới này nè mình mở ra và mình chọn là CSS firewall ha và mình sẽ mình bật cái chức năng này lên đây firewall enable là thì lúc này là cái firewall của mình đã kích hoạt lên thì mà để gọi như bạn muốn chặn cái IP nào thì bạn gõ cái IP vào đây nè xong là bạn bỏ cái nút này ấn vào nút này là bạn có thể là bạn chặn IP đó hoặc là nếu mà bạn có muốn cấu hình nhiều hơn thì bạn vào cái phần favor configuration này thì để mà các bạn tùy chỉnh là cái firewall của mình nó nâng cao hơn chút thì phần này thì mình không nói qua ở đây. Rồi thì bây giờ mình tiến hành mình thêm một cái domain mới vào ha. Và trước khi mình thêm domain vào thì mình vào phần Apache setting này để mà mình đổi lại cái loại web server. Mình vào cái phần select web server. Và ở đây các bạn nên chọn là cái phần Apache và Nginx ha tại vì cái thằng web server như thế này nó sẽ nhanh hơn là thằng apache rồi bây giờ mình lưu lại rồi và sau khi lưu xong chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thêm những cái thành viên vào hay là những người dùng vào thì bây giờ ví dụ mình muốn thêm một tên miền tên là thích web com đi bây giờ mình vào phần user account và mình chọn new account và ở đây mình nhập là web com rồi phần user này mình đặt có thể là thiết web được mật khẩu thì bạn cứ ghi mật khẩu bất kỳ cũng được ha và cái phần ip này nếu mà cái máy chủ của bạn có nhiều ip thì bạn có thể chọn ip ở đây ở đây mình có một ip thôi còn cái bắt này bắt kỳ này nghĩa là một cái gói hot còn cái phần inox e này tức là chúng ta sẽ giới hạn cái cái số lượng inox e của một cái tài khoản này nó có thể sử dụng nếu bạn không rành thì bạn nên để là không tức là sẽ không giới hạn Còn đây là cái email của người dùng Ví dụ như mình ghi là contact a à, còn phải con Còn cái phần self asset này tức là chúng ta có cho phép họ truy cập vào trong SSH hay không tức là trong cái phần này nè Chúng ta muốn cho họ vào trong đây thì chúng ta tích chọn cái đó để mà họ có thể họ vào ha Đây mình không muốn Rồi còn những cái phần này thì bạn nhìn cũng biết rồi bạn muốn nâng lên thì nâng, muốn giảm số thì giảm Bây giờ mình ấn Create và bây giờ chúng ta đã thêm được một cái user vào trong cái máy chủ của mình rồi Và bây giờ bạn có thể là bạn lấy cái user này đăng nhập vào trong cái FTP luôn Bây giờ mình copy cái IP của máy chủ của mình ha Và dĩ nhiên thì nếu mà để cho user nào này nó hoạt động á Bạn có thể là chỏ cái tên miền vừa thêm vào về cái IP này Hoặc là các bạn có thể chỏ về cái name server này Nó sẽ tự động nó nhận ha các bạn chỉ cần chọn vào đây thôi được rồi còn không thì bạn chọn vào trong cái IP này cũng được đó rồi và bây giờ mình sẽ lấy cái IP này mình đăng nhập vào trong máy chủ của mình mình FTP nè thứ số 4 đây như thích web nè và đây là mật khẩu Và ở đây mình thấy là chúng ta có một thư một là public html Bây giờ mình có thể mình vào đây là mình upload những cái mã nguồn nào đó lên Thì bây giờ ví dụ mình tạo một cái file mới đi Mình tạo là hello .tt Và bây giờ mình mở file này ra mình thử thêm những cái nội dung vào để mà chút nữa chúng ta kiểm tra xem là cái tên miền này nó đã trỏ về chưa và trước khi test đó, các bạn nên ra ngoài dashboard này và các bạn xem là coi có những cái server nào nó đang bị stop hay là không ở đây mình thấy là cái thằng SNS này nó chưa khởi động nè cho nên chúng ta phải khởi động nó lên tại vì trong những bước đầu cài đặt thì nó có thể nó chưa hoạt động tốt lắm chúng ta phải khởi động nó lên rồi và bây giờ sau khi mình đã thêm xong cái tên miền rồi Thì bạn có thể là chọn cái tên miền đó về cái IP này Hoặc là các bạn chọn về cái name server này Đây Thì cái name server này đây là một cái name server miễn phí của cái thằng CVWP này Các bạn có thể là chọn vào đây cũng được không sao Hoặc là các bạn chọn về cái IP của server ha Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành mình truy cập vào cái trang mình vừa thêm Thì mình thấy là khi mà mình vào thì nó sẽ ra cái trang này Tuy nhiên hồi nãy là mình upload một cái tập tin này lên Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta kiểm tra Hello.tt Và các bạn thấy là mình đã có một cái tập tin tên là Hello.tt trong cái thư mục này Chẳng qua cái này không phải là cái màn hình của Apache ha Các bạn để ý ngay chỗ này nè Đây Cái này là của thằng CVWP chứ không phải là của thằng Apache Đó. Rồi, các bạn cứ upload trên đây. Tại vì cái tập cái tại vì cái trang này là cái trang index trong đây. Đó. Rồi và đó là cái cách mà chúng ta sẽ thêm một user. Sẵn đây mình nói luôn là nếu mà bạn chọn cái domain về mà nó không có nhận đúng cái đường dẫn á thì các bạn vào phần Apache setting này và các bạn ấn nút review virtual host này. Đó, thì lúc đó nó sẽ fix cái lỗi là các bạn không chọn đúng cái thương mục về. Thì thường là chúng ta sẽ bị cái này khi mà chúng ta dùng cái web server Apache Còn bây giờ chúng ta đã dùng Apache với thằng Nginx rồi Cho nên là chúng ta không có sợ bị cái loại đó nữa Rồi bây giờ chúng ta thử thoát ra Và chúng ta đăng nhập với user thích web nè Thì chúng ta thấy đây là cái trang quản trị của cái user bình thường Thì ở đó họ có thể là họ thêm domain nè Họ quản lý database nè rồi họ quản lý cái gọi là cái cái FTP account nè còn cái phần file manager này thì ở đây mình không dùng tới rồi tại vì nó chưa hoàn thiện đó là chúng ta nên sử dụng FTP thôi thì được rồi rồi cái phần backup nè thì cái backup này nó, nó nó nằm ở trong cái thư mục là à, chúng ta phải rồi nó nằm ở trong thư mục là uh, backup thì nó sẽ nằm trong đây cái phần cái thư mục daily này tức là cái thư mục chứa những cái file ở trên cái máy chủ và mysql là những cái mà uh, những cái cơ sở dữ liệu của những website trong máy chủ của mình thì nó backup rất là gọn và rất là hay cho nên là chúng ta không cần phải lo mất dữ liệu ha rồi rồi bây giờ chúng ta lock out ra để coi mình còn cái gì mình lưu ý với bạn nữa không như là hết rồi còn những cái phần như security hay là email hay là SQL server gì đó các bạn có thể là tự mò thêm ha ở đây mình chỉ nói về những chức năng chính thôi còn cách sử dụng thì nó cũng giống như bao cái hot khác thôi đó đặc biệt là cái phần Apache setting nè nếu mà bạn cần chỉnh sửa những cái Apache thì các bạn ấn vào cái phần Apache configuration nè hoặc là các bạn có thể sửa PHP setting đó, ở trong cái phần này rồi, từ đó là những gì mình cần hướng dẫn các bạn trong video này và hy vọng rằng là sau video này các bạn sẽ không phải gặp những cái lỗi khi mà sử dụng thằng CVWP và mình đánh giá rằng đây là một cái control panel rất là tốt miễn phí nhưng mà rất là tốt, rất là đầy đủ cho nên là à, các bạn có thể là không cần phải lo lắng nếu mà bạn không rành về máy chủ ha và nên nhớ rằng là khi mà sử dụng CVWP thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái thằng FTP thay vì cái file manager nó sẽ tốt hơn còn cái file manager nó chưa hoàn thiện rồi thì đó mình muốn nhắn nhủ như vậy thôi và chúc các bạn làm thành công